Xin kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hôm 23 tháng 3 đã công bố một bức ảnh gồm 4 đối tượng mà nhóm này tuyên bố là những tay súng thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Trong ảnh, 4 người đàn ông đội mũ bóng chày và che mặt đứng trước một lá cờ của IS. Hiện Nga chưa bình luận gì về tuyên bố của IS. Theo hãng tin Ahmad của IS, các tay súng được trang bị lựu đạn, thiết bị nổ, súng và dao. Trong vụ tấn công khủng bố trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở Moscow, 3 trong số 4 đối tượng dùng súng, còn tên thứ 4 dùng chất nổ tại hiện trường. Trong một tuyên bố trích dẫn các nguồn tin an ninh, Ahmad viết, vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt giữa IS và những quốc gia chống Hồi giáo. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song cho tới giờ, cơ quan điều tra Nga không nêu tên bất kỳ đối tượng tình nghi hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công. Theo cơ quan an ninh nội địa Nga FSB, không có dấu hiệu nào cho thấy mối liên hệ giữa các nghi phạm chính với bất kỳ nhóm cực đoan hay lực lượng bên ngoài nào, ngoại trừ một số đầu mối Ukraine được cho là sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng trên vượt biên vào Ukraine. Nhà chức trách Nga cho biết đã bắt giữ 11 người, trong đó có 4 nghi phạm chính liên quan tới vụ tấn công. Đoạn phim ghi lại cuộc thẩm vấn các nghi phạm cho thấy những đối tượng này nói tiếng Nga không chuẩn và cần thông dịch viên. Một trong số các nghi phạm khai đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và có mặt ở Nga vào đầu tháng 3. Trong khi đó, hãng tin Sputnik cũng công bố một video cho thấy một nghi phạm khai thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow vì muốn kiếm tiền. Cụ thể, trong video cho thấy, nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức hòa nhạc ở tòa thị chính Krokus, thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô Moscow đêm 22 tháng 3 khai rằng anh ta đã tham gia với mục đích kiếm tiền. Theo hãng tin Sputnik, tôi bắn người ở Krokus vì tiền. Nghi phạm cho biết trong đoạn video thẩm vấn do bà Margarita Shimoyan, tổng biên tập tập đoàn truyền thông Rossiya Shchegotskaya, công ty mẹ của Sputnik công bố trên mạng xã hội Telegram. Theo đoạn video, nghi phạm tên là Shamsuddin Faridun, sinh năm 1998 đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhập cảnh vào Nga từ ngày 4 tháng 3. Nghi phạm khai rằng cách đây một tháng, anh ta đã được một người giấu tên liên lạc qua Telegram và sau đó cung cấp vũ khí. Nghi phạm cũng thừa nhận rằng những người phụ trách đã chỉ thị cho anh ta giết tất cả những người ở trong phòng hòa nhạc. Những người phụ trách đã hứa sẽ trả cho nghi phạm 500.000 rúp, tương đương 5.400 USD nếu thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow, nhưng sau đó chỉ chuyển vào tài khoản của nghi phạm nửa số tiền nói trên. Mặc dù vậy, nghi phạm cho biết mức tiền được hứa hiện đã lên tới khoảng 1 triệu rúp, 10.800 USD. Nghi phạm cũng khai rằng anh ta đánh rơi thẻ ngân hàng trong quá trình chạy vào rừng để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Krokus City Hall khiến ít nhất 143 người tử vong. Theo các nhân chứng, những người đàn ông mặc trang phục dã chiến và mang theo súng trường xông vào Krokus City Hall vào khoảng 7 giờ 40 tối 22 tháng 3. Nhóm này nổ súng thẳng qua cửa kính ở lối vào chính, bắn bất cứ ai đi ngang qua đường của họ. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, nhiều người tìm cách phá cửa kính để thoát ra ngoài. Cảnh tượng sau đó cho thấy nhiều người nằm bất động trên sàn. Sau khi xả súng ở sảnh ra vào, nhóm vũ trang tiến vào bên trong hội trường nhà hát khi chương trình biểu diễn sắp bắt đầu. Một số người cho rằng đó tiếng nổ là một loại hiệu ứng đặc biệt nào đó. Nhưng tiếp đến, tôi tận mắt chứng kiến mọi người ngã xuống và tiếng súng tự động bắt đầu nổ ra. Một nhân chứng có tên Anastasia Rodionova kể lại với Reuters. Một đoạn video đã ghi lại âm thanh người dân hoảng sợ và la hét rằng chúng đốt hội trường, chúng đang bắn bằng súng trường tấn công. Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường khi đó, các tay súng đã xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức xả súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người. Những người bên trong cố gắng trốn thoát, nhưng những tay súng đã chặn các hành lang của tòa nhà. Một cô gái khác kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu, cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy, theo sau là những kẻ tấn công. Cô nói thêm, bản năng tự vệ trỗi dậy, tôi tự hỏi có thể chạy đi đâu. Sau đó, có người hét lên, đứng dậy, đừng nằm xuống, nếu không họ sẽ bắn chúng tôi ngay bây giờ. Radio Nova cho biết, một số người đàn ông đã đập cửa ra đường và chạy thoát. Lúc này, loa phóng thanh bắt đầu thông báo buổi hòa nhạc bị hủy vì lý do kỹ thuật và mọi người được yêu cầu rời khỏi hiện trường. Tôi chạy vào phòng tắm, một vụ giẫm đạp bắt đầu từ đó. Nó thật khủng khiếp, ở đó rất đáng sợ và tôi không thể nhìn thấy gì bên trong vì quá nhiều khói, cô gái nói. Bên cạnh đó, một trong những nạn nhân nhập viện trong vụ xả súng ở tòa thị chính Krokus cho biết cô sống sót bằng cách giả chết. Trong một cuộc phỏng vấn được một số cơ quan truyền thông Nga chia sẻ, người phụ nữ kể lại rằng những kẻ tấn công đã phát hiện ra cô cùng một số người khác và nhanh chóng nổ súng khi các nạn nhân bỏ chạy để thoát thân. Tôi ngã xuống đất và giả vờ chết. Một cô gái ở gần tôi có lẽ đã thiệt mạng, người phụ nữ nói và cho biết thêm rằng khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà, cô nằm gần cửa để có cơ hội thở. Người phụ nữ cũng bị bỏng vì hỏa hoạn cho biết cô đã có thể bò về phía lối ra vài phút sau đó.
Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, vụ tấn công khủng bố do IS thực hiện nhằm vào địa điểm tổ chức âm nhạc Rocket City Hall thuộc tỉnh Moscow, ngoại ô thủ đô Moscow. Cùng với vụ nổ súng, một vụ nổ đã xảy ra trong tòa nhà trung tâm thương mại gây ra hỏa hoạn. Cục tình trạng khẩn cấp khu vực Moscow cho biết, khoảng 1/3 trung tâm thương mại Rocket City Hall đã chìm trong biển lửa với khói đen dày đặc bốc lên. Tầng mái của tòa nhà gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn và bị sập một phần. Mùi khói đã lan sang các khu vực lân cận. Phóng viên TASS đưa tin, vẫn còn người bên trong tòa nhà, có thể nhìn thấy một số người qua cửa sổ. Sau khi vụ tấn công xảy ra, Trung tâm quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Các đơn vị cảnh sát đặc biệt SOBR và OMON của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã được điều động đến trung tâm thương mại Rocket City Hall. Theo cơ quan y tế khu vực Moscow, hơn 30 đội cứu thương khu vực và hơn 20 đội cứu thương của Moscow đã được điều động đến trung tâm thương mại Rocket City Hall. Lực lượng cứu hỏa đã sơ tán khoảng 100 người khỏi tầng hầm của tòa nhà đang cháy và hiện đang giải cứu những người trên sân thượng. Sau sự việc này, thống đốc khu vực Moscow Andrei Robotriot cho biết ông đang trên đường tới hiện trường và một trung tâm xử lý khủng hoảng đã được thành lập. Trong khi đó, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết ông đã ra lệnh cung cấp sự trợ giúp cho tất cả nạn nhân của thảm kịch. Còn người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng toàn bộ cộng đồng thế giới cần lên án tội ác khủng khiếp ở trung tâm thương mại Rocket City Hall. Về phần mình, Sở Giao thông Moscow cho biết ga tàu điện ngầm Yakinino cạnh trung tâm thương mại Rocket City Hall vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, giao thông trên đường vành đai Moscow phía trước trung tâm thương mại Rocket City Hall bị hạn chế dọc theo cả hai làn đường. Cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Rocket City Hall gần thủ đô Moscow của Nga vào tối 22 tháng 3 theo giờ địa phương. Ủy ban điều tra Nga cho biết, tính đến cuối ngày 23 tháng 3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công là 133 người, trong khi gần 150 người bị thương. Một số nguồn tin nói rằng, số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 143. Theo các nhà chức trách, các nạn nhân thiệt mạng hoặc do vết đạn bắn, hoặc bị bỏng nặng, hoặc do ngạt khí. Trang tin Baza cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 14 thi thể ở thang bộ thoát hiểm và 28 thi thể trong một nhà vệ sinh. Có những trường hợp cả gia đình đều thiệt mạng trong vụ khủng bố này. Đây là một trong những vụ khủng bố nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng nhiều năm trở lại đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố những kẻ có liên quan sẽ bị trừng phạt thích đáng. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric, cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Trước đó, đích thân ông Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và chính phủ Nga. Ông chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố là ghê tởm và hèn hạ. Mỹ, Liên minh châu Âu EU và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Moscow. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này, những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động giết hại người dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, một số nước châu Mỹ như Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga. Nhóm phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao Argentina ra thông cáo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Rocket City Hall, làm hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Thông cáo nhấn mạnh, Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố, đồng thời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mexico SRE nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội. Tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là hành động khủng bố mang rợ. Mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Nga. Chính phủ Brazil và Chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở Nga. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân nước này. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cầu mong hòa bình cho các dân tộc Slav và cho thế giới. Tổng thống Bolivia Luis Arce bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người dân Nga và gia đình các nạn nhân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối vụ tấn công thảm khốc. Theo tờ New York Times của Mỹ, trước đó các quan chức chống khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công tại Nga. Từ tháng 3, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng nhà nước Hồi giáo Khorasan, còn gọi là ISISK, một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã hoạt động tại Nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này.
Ngoài cảnh báo công khai, các quan chức tình báo Mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức Nga về một vụ tấn công tiềm tàng có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!